Thưa quý vị, ngày 21 tháng 5, Tổng thống Mỹ Joe Biden và người đồng cấp Hàn Quốc Yoon Suk-yeol đã có cuộc gặp đầu tiên tại thủ đô Seoul của Hàn Quốc kể từ khi ông Yoon nhậm chức Tổng thống Hàn Quốc. Trong cuộc gặp, hai bên tìm cách khai thông những bế tắc ngoại giao với Triều Tiên trong bối cảnh Bình Nhưỡng có thể tiến hành các vụ thử hạt nhân mới. Hai nhà lãnh đạo sẽ thảo luận về hợp tác hạt nhân, trong đó Tổng thống Mỹ khẳng định Washington vẫn sẵn sàng thúc đẩy nỗ lực ngoại giao với Triều Tiên. Hai bên còn khẳng định cam kết duy trì khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và cởi mở và bảo vệ chuỗi cung ứng toàn cầu. Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol mong muốn Hàn Quốc đóng một vai trò lớn hơn trong các vấn đề khu vực, bày tỏ hy vọng đưa Hàn Quốc trở thành một trong những thành viên đầu tiên của khuôn khổ kinh tế Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương do Mỹ đề xuất nhằm thiết lập các tiêu chuẩn về lao động, môi trường và chuỗi cung ứng. Thưa quý vị, sáng ngày 21 tháng 5, Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol đã ký bổ nhiệm ông Han Dae-ok-soo làm Thủ tướng. Với việc bổ nhiệm Thủ tướng, nội các mới của tân Tổng thống Yoon đã được hoàn thiện sau 48 ngày. Tổng thống Yoon khẳng định ông Han là lựa chọn phù hợp trong kỷ nguyên an ninh kinh tế số. Theo quy định, Thủ tướng là chức vụ duy nhất trong nội các cần có sự chấp thuận của Quốc hội Hàn Quốc. Do đảng DP phản đối, nội các mới của Tổng thống Yoon đã ra mắt từ ngày 12 tháng 5, nhưng không có Thủ tướng. Trong thời gian vừa qua, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Kế hoạch Tài chính Cho Ki-ông-ho đã điều hành chính phủ. Công ty năng lượng Phần Lan Gazprom xác nhận nguồn cung khí đốt của Nga tới Phần Lan đã bị dừng vào ngày hôm nay 21 tháng 5 do không thanh toán bằng đồng rúp. Gazprom cho biết sẽ tiếp tục cung cấp khí đốt cho khách hàng trong nước từ các nguồn khác qua đường ống Baltic Connector nối Phần Lan với Estonia. Công ty này cũng xác nhận nhập khẩu khí đốt qua cửa khẩu Imatra, thị trấn giáp biên giới Nga, đã bị ngừng. Phần lớn khí đốt tiêu thụ tại Phần Lan được nhập khẩu từ Nga, song loại nhiên liệu này chỉ đáp ứng khoảng 5% tổng năng lượng tiêu thụ hàng năm của quốc gia Bắc Âu. Ủy ban châu Âu cho biết Liên minh châu Âu EU đã đạt thỏa thuận về sự cần thiết phải công nhận COVID-19 là một bệnh nghề nghiệp trong các lĩnh vực chăm sóc sức khỏe, dịch vụ xã hội và giúp việc tại nhà. Trong bối cảnh đại dịch COVID-19, người lao động trong các lĩnh vực chăm sóc sức khỏe, dịch vụ xã hội và giúp việc tại nhà phải đối mặt với nguy cơ lây nhiễm cao. Sau khi COVID-19 được công nhận là bệnh nghề nghiệp ở EU, người lao động trong các lĩnh vực liên quan mắc bệnh tại nơi làm việc có thể được hưởng các quyền cụ thể, ví dụ như là quyền được bồi thường do tổn thất sức khỏe. Thưa quý vị, Vương quốc Anh cùng 10 quốc gia khác đã ghi nhận trên 100 ca nhiễm bệnh đậu mùa trên khỉ ở người, một loại virus hiếm thấy ở châu Âu. Các nhà chức trách y tế hiện vẫn chưa chắc chắn về cách thức lây truyền của virus. Những đợt bùng phát bệnh đậu mùa khỉ này là rất bất thường vì chúng đang xảy ra ở những quốc gia vốn không xem đây là bệnh đặc hữu. Trước tình hình đó, thì Tổ chức Y tế Thế giới WHO đã tiến hành một cuộc họp khẩn cấp về căn bệnh này. Bệnh đậu mùa khỉ ở người dẫn đến kích ứng da với mụn mủ và mụn nước, sau đó vỡ da rồi đóng vảy, mặc dù chúng hiếm khi để lại sẹo. Tình trạng nhiễm trùng tương tự như bệnh đậu bình thường. Các trường hợp ghi nhận ở Vương quốc Anh đã được báo cáo là chủng Tây Phi, tương đối nhẹ so với các biến thể Trung Phi, vốn có tỷ lệ tử vong lên đến 10%, bệnh thường sẽ hết trong vòng 3 đến 4 tuần. Chủng Tây Phi thì hiếm khi gây chết người, với tỷ lệ tử vong chỉ 1%, chủ yếu là ở trẻ nhỏ. 6 bệnh nhân tại Mỹ được chẩn đoán nhiễm bệnh đậu mùa khỉ. Điều này cực kỳ bất thường vì họ chưa từng có lịch sử di chuyển tới châu Phi, cũng chưa từng tiếp xúc với những con vật được xem là nguồn lây bệnh. Các chuyên gia y tế đang cố gắng tìm hiểu sự liên quan của các ca bệnh với nhau. Italia và Thụy Điển là những nước mới nhất phát hiện ca bệnh sau Vương quốc Anh, Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha. Những ca bệnh ở các nước đang được theo dõi chặt chẽ. Chúng tôi không đánh giá bệnh đậu mùa khỉ có thể tiến triển như đại dịch COVID-19, do loại virus này không dễ lây lan như chủng nCoV, nhưng số ca nhiễm đậu mùa khỉ vẫn có thể gia tăng khi người dân tụ tập tham gia các bữa tiệc và lễ hội trong mùa hè. Bệnh đậu mùa khỉ cũng có nhiều điểm tương đồng với bệnh đậu mùa trên người, mặc dù nó ít gây ra những triệu chứng nghiêm trọng hơn. Hầu hết người mắc sẽ tự khỏi sau vài tuần. Những triệu chứng điển hình gồm sốt, đau đầu, mệt mỏi và sưng hạch. Virus thường được lây truyền qua tiếp xúc cơ thể gần hoặc qua dịch. Trong khi WHO khuyến cáo mọi người trên thế giới thận trọng với những nốt phát ban trên da, thì các chuyên gia y tế độc lập lại cho rằng vấn đề không đáng báo động.
Virus đậu mùa khỉ có thể lây từ người sang người, nhưng hiệu quả lây lan của nó không cao. Thường thì một người nhiễm có thể lây truyền cho tối đa từ 1 đến 2 người, và sau đó virus sẽ tự bị tiêu diệt. Các nhà chức trách y tế cũng cho rằng nguy cơ lây lan là thấp, tuy vậy họ cũng kêu gọi người mắc bệnh tự cách ly ngay lập tức. Các nghiên cứu chỉ ra rằng vaccine của bệnh đậu mùa thông thường có thể hiệu quả tới 85% đối với bệnh đậu mùa khỉ. Ngày 20 tháng 5, tàu vũ trụ Starliner của Boeing đã ghép nối với trạm vũ trụ quốc tế ISS. Đây được coi là dấu mốc quan trọng trong chuyến bay thử nghiệm không người lái, vốn đã được mong chờ từ lâu và sau nhiều lần bị trì hoãn, trong bối cảnh hãng hàng không vũ trụ hàng đầu của Mỹ đang nóng lòng tìm lại vị thế. Thông báo của Boeing nêu rõ tàu Starliner đã hoàn thành chuyến bay lịch sử và ghép nối với ISS, mở ra một lựa chọn mới để đưa các phi hành đoàn lên trạm vũ trụ quốc tế. Việc Starliner cuối cùng đã ghép nối được với ISS là một thành công quan trọng để Boeing lấy lại uy tín sau lần phóng thử thất bại năm 2019. Ngày 20 tháng 5, tỷ phú Elon Musk đã tới Brazil để thúc đẩy dự án mang mạng Internet tới các trường học ở khu vực rừng Amazon và cải thiện hệ thống vệ tinh theo dõi cánh rừng nhiệt đới này. Theo truyền thông Brazil, ông Elon Musk sẽ có cuộc gặp với Tổng thống Jair Bolsonaro ở thành phố Porto Feliz. Cùng ngày, Bộ trưởng Truyền thông Brazil Fabio Faria cũng xác nhận về chuyến thăm của ông Musk để thảo luận về dự án kết nối và bảo vệ rừng Amazon với chính phủ Brazil. Ủy ban phòng ngừa rủi ro y tế liên bang Mexico vừa ban hành cảnh báo y tế ở cấp cao nhất đối với các sản phẩm thuốc lá thế hệ mới như thuốc lá điện tử. Cơ quan trên nâng mức cảnh báo sau khi phát hiện vitamin E, acetat trong các thiết bị thuốc lá điện tử có nguy cơ cao đối với sức khỏe, vì chất độc hại này có thể gây ra các bệnh hô hấp cấp tính và thậm chí tử vong. Vấn đề rác thải nhựa đặc biệt nghiêm trọng ở Indonesia. Đảo quốc này hiện đứng thứ hai thế giới về lượng rác thải nhựa đổ ra biển. Và trước tình trạng đó, một nhóm các tình nguyện viên đã dành phần lớn thời gian của mình để biến các con sông trở nên sạch đẹp hơn. Hòn đảo Bali của Indonesia là một thỏi nam châm hút khách du lịch, nhưng trong những năm gần đây đang ngập chìm trong rác thải nhựa. Cùng với các cộng đồng địa phương, tổ chức bảo vệ môi trường Sugai Watch do anh Gary Benchagip sáng lập đang dọn dẹp những núi rác thải nhựa ra khỏi các con sông của Bali. Được thành lập vào năm 2019, đến nay tổ chức này đã có tới 55 nhân viên toàn thời gian và rất nhiều tình nguyện viên địa phương. Chúng tôi đã khởi xướng sáng kiến này 11 năm trước để làm sạch các bãi biển ở Bali. Chúng tôi thấy rằng 90% rác thải nhựa xả ra đại dương là đến từ các con sông. Vào thời điểm đó, chưa có sáng kiến nào giúp bảo vệ sông ngòi tại Bali. Để thu gom rác trên các con sông, các chiến binh đã sử dụng những chiếc phao nổi chặn rác. Tổng cộng 20 chiếc đã được lắp đặt trong 2 năm qua trên khắp Bali. Trong thời gian này, họ đã thu gom được gần 400.000 kg rác từ các con sông, con suối. Rác sau đó sẽ được phân loại. Một trong số đó được đem bán, số khác sẽ được tái chế. Một số giải pháp lâu dài hơn mà chúng tôi đang tìm kiếm, đó là liệu chúng tôi có thể tái chế số rác này, chẳng hạn như chai hay nắp chai, hoặc ống hút thành các vật dụng có ích, chẳng hạn như gạch. Chúng tôi đang tiến hành các nghiên cứu và thử nghiệm xem đâu sẽ là giải pháp tốt nhất. Bên cạnh đó, họ cũng lập danh mục rác thải nhựa, chẳng hạn như số rác thải đến từ đâu, bao gồm những gì và do thương hiệu nào sản xuất. Hơn một nửa số rác thải nhựa đến từ các thương hiệu lớn, trong đó có các doanh nghiệp trong nước và cả các tập đoàn toàn cầu. Chính quyền Jakarta đang hỗ trợ tài chính ngày càng nhiều cho các sáng kiến bảo vệ môi trường như của tổ chức Sugai Watch, với mong muốn 70% rác thải của đất nước có thể được xử lý đúng cách vào năm 2025. Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc Thế giới chuyển động.